Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu sản phẩm bên mình là dòng Magic Skin. Đây các bạn này, đây. Đây là Magic Skin nhé mọi người nhé. Đây các bạn này. Đây là mini, chỉ có 380ml hộp thôi nhưng mà rất là tiện lợi nhé các bạn nhé. Cái này mình mang theo trong túi sách, để trong túi sách khi nào cần dùng chúng ta cần bỏ ra bôi nhẹ lên mặt. Thì da mặt của mình sẽ căng bóng và mịn hơn rất nhiều. Cái này một ngọn nhỏ này rất là công dụng rất là, đây là công dụng rất là nhiều. Như là nó sẽ làm cho bạn trắng da này, làm căng da, hồng hào da này, trắng da, trị nám, tàn nhang, chống nám và tàn nhang rất là hiệu quả nhé, chống nắng cực kỳ là hiệu quả nhé các bạn nhé, cung cấp các dưỡng chất cho da cực kỳ tốt nhé, nó sẽ như làm cho làn da ẩm hơn này, trị nám tàn nhang nhé các bạn nhé, đây chỉ có 380.000 thôi. Nếu như bạn nào mà muốn mua hoặc là liên hệ trực tiếp với mình nhé. Facebook của mình là Moon Ánh hoặc là các bạn liên hệ với số điện thoại là 0963214605 để biết chi tiết hơn về cái sản phẩm này bên mình. Đây các bạn chỉ có 380.000 rất tiện lợi nhé. Các bạn phải mang trong túi sách. Khi nào cần thiết các bạn chỉ có đó bôi nhẹ thôi thì đảm bảo các da của bạn hoàn toàn khác nhau và mình đã thử dùng và mình rất là an toàn nhé. Đảm bảo 100% luôn nhé. Và mình không muốn thay đổi vào nào hết cả. Đây các bạn. Công dụng cực kỳ là tốt nhé, bạn cứ mua thử về dùng là biết ngay ạ.